Hello, xin chào mọi người. Thì mọi người có thấy một cái cây em đang cầm trên tay vì những cái lá rất là lạ đúng không? Thì cái cây này nó có tên là cái cây đuôi phụng nha mọi người. Thì sao gọi là cây đuôi phụng thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái đặc điểm, công dụng và ý nghĩa của cái loài cây đặc biệt này nha. Thì trước hết ý, thì tựa như cái tên mỹ miều của nó thì cây đuôi phụng có bề ngoài vô cùng là đặc sắc bởi vì trên những cái thân lá của nó sẽ có những cái đốm xanh đậm nổi bật trên các cái nền xanh nhạt và viền của cây này cũng màu xanh đậm, nhưng mà ở cái phần mặt sau của nó sẽ có một cái màu tím đặc trưng. Và cái cây này ý, thì cũng không thể nào nhầm lẫn với các loài cây khác được bởi vì cái đặc điểm của nó là một cái gì đó rất là nổi bật. Còn về thân hình của nó là một loài thân thảo nha mọi người, hầu như nó thân của nó sẽ có phần thẳng đứng lên như thế này và hầu như là mọc ra những cái tán lá luôn, chứ thân của nó không phải là cái có thêm các cái hình dáng bầu nữa, và nó có một cái màu nâu nhẹ. Hôm nay thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái nguồn gốc và ý nghĩa của cái này. Về nguồn gốc của cái cây đuôi phụng này ý, thì cây đuôi phụng còn gọi khác là cái cây huỳnh tinh cảnh hay còn gọi là cái cây đuôi công. Chúng có tên khoa học là Calathea insifolia và thuộc dòng củ dong nha mọi người. Mọi người cũng nhìn thấy cây dong rồi đúng không? Thì nó cái phần thân dưới của nó cũng la lá với những cái cây dong ấy. Loại cây này thì nó có nguồn gốc từ cái khu vực ở Nam Mỹ và đặc biệt nổi bật nhất là ở Brazil và Colombia nha mọi người. Nó đang ra rất là nhiều mầm lá. Khi ra lá non ấy thì lá của nó sẽ có cái màu xanh nhạt hơn là những cái lá to già, đang ra rất là nhiều và mầm lá non. Thì theo ý nghĩa phong thủy thì cây đuôi phụng này nó đại diện cho sự may mắn này, tiền tài thịnh vượng, với cái màu sắc tươi rực rỡ lại phát ra một một cái những cái sự may mắn này, thịnh vượng đến cho gia chủ. Và đặc biệt này, cái cây này lại hợp với những người mệnh mộc và mệnh thủy. Mọi người, những người mệnh mộc và mệnh thủy trồng cây này sẽ rất là phù hợp bởi vì nó sẽ giúp cho những người đó mang đến được nhiều công danh sự nghiệp trong cuộc sống này, giúp trong các cái thăng tiến trong sự nghiệp được hanh thông này, các mối quan hệ hệ được gắn kết này. Về cách phân loại của cái loài cây này ấy, thì đặc điểm của nó là một loài cây ưa bóng và rất là thích bóng mát mọi người. Cái cây này thì thường được dùng ở ở ở miền Nam và là nơi có khí hậu ẩm và gió mùa và rất là phù hợp với cái cây này. Và cây này có hoa mọi người, cây này nó hoa của nó khá là nhỏ và nó có một cái màu vàng nhẹ. Thì cây này chưa có hoa thì một thời gian nữa nó sẽ đâm hoa, vào cái thời tiết mát như thế này thì nó sẽ rất là dễ để phát triển. Thì thân của nó mỏng này, thường thường thẳng đứng và nó sẽ em mọc thành từng cụm. Cây đuôi phụng ý, thì nó là một loài cây thân thảo và dáng dáng khảnh uyển chuyển, thì nó có chiều cao từ khoảng là 40 cho đến 70 cm. Thì cây này nó đang có chiều cao dao động từ khoảng 45 cm nha mọi người. Thực chất ý, thì cái chiều cao chủ yếu là nhờ vào cái phần lá của nó mọc dài bao nhiêu thì chiều cao của nó sẽ cao dần lên, chứ cái thân của nó là hầu như là sẽ chỉ có một đoạn cố định như thế này. Và điểm lên những cái lá màu xanh thì nổi bật là những cái đốm đốm trên các cái lá màu đậm tròn hình bầu dục, nó có lẫn xen lẫn cả đốm to lẫn đốm nhỏ như thế này. Ở giữa thì nó là cái đốm nhỏ hơn. Bởi mọi người để ý trên các cái đuôi con công ấy thì nó sẽ nổi bật như những cái chiếc lông vũ có cái màu sắc nổi bật ấy, thì cái cây này nó cũng tương tự như thế, có những cái đốm tròn nổi bật nên người ta trong dân gian người ta gọi là cây đuôi phụng. Và cái nhờ sở hữu ngoại hình độc đáo thì mà cây đuôi phụng này được rất là nhiều người lựa chọn để trang trí trong nhà này. Mọi người có thể chọn để trồng để cái loài cây này như là trồng viền để trang trí các cái khu ban công hay là khu hàng rào xung quanh nhà mình, hay là ở các trường học này, có thể trang trí cho những nơi công viên công cộng chẳng hạn. Và mọi người cũng có thể trồng để trang trí trong nhà và cũng rất là tuyệt vì chúng có nhiều ý nghĩa và công dụng rất là nổi trội.
thì mọi người có thể mua cây này về có thể phối thêm các cái chậu to phù hợp với mệnh và tuổi của mình, không chỉ đẹp thêm cho căn nhà mà nó còn có thể lọc sạch được cái không khí trong gia đình và hạn chế được các khí bụi độc hại này. Thì cái cách trồng và chăm sóc của cây này thì sẽ có đó là trước hết ý, về cái cách chăm sóc của cây này cũng khá là đơn giản. Cây này là một loại cây ơi khá ưa nước nha mọi người. Mọi người thường xuyên tưới nước cho cây để cây có đủ chất dinh dưỡng để phát triển, và thi thoảng mọi người nên lau lá cho cây để cho cây có thể để hấp thụ các cái khí thải để giúp cho không khí nhà bạn trở nên sạch đẹp hơn. Về ánh sáng ấy, đây là một loài cây khá là ưa bóng mát và râm, nên là mọi người có thể để trong nhà được, không cần nhiều ánh sáng, mọi người có thể để trong nhà hoặc là ở trong nhà mình có máy lạnh cũng không sao cả thì cây vẫn có thể phát triển tốt được. Còn về tưới nước thì đây là một loài cây khá là ưa ẩm nên là nên tưới nước đều đặn cho cây nha. Mà cũng không nên tưới quá nhiều, thì tưới quá nhiều thì cây sẽ bị úng rễ và chết. Còn về đất trồng thì nên chọn các loại đất tơi xốp như là đất xơ dừa hoặc là đất có trộn mùn mùn trấu chẳng hạn, thì đấy là những cái loại đất có thể giúp cho cây hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt nhất đó. Và cái cây tiếp theo em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là cái cây một cái cây được gọi là họ hàng với loại cây đuôi phụng. Cây này có tên là cây đuôi công. Cây này thì về đặc điểm hình dạng nó sẽ khác hơn về cái cây đuôi phụng vừa rồi. Lá của nó có một cái hình tròn bầu to và nó cũng không có hình thuôn dài như là cái cây đuôi phụng vừa rồi, và trên lá của nó sẽ có điểm những cái sọc trắng nổi bật và thêm một chút sắc hồng trên quả lá, và lá non của nó ra thì nó cũng sẽ màu xanh non nhưng mà nó vẫn nổi bật nên là cái màu hồng nhạt trên những cái sọc như thế này, và mặt sau của lá này nó cũng là cái màu tím nha mọi người. Về cái cây đuôi công này thì loại này thì có cực kỳ nhiều loại khác nhau, có thể đuôi công xanh, đuôi công tím hay là đuôi công hồng. Thì đây là một loại gọi là đuôi công tím mọi người ạ. Đuôi công xanh thì trên các cái lá của nó sẽ hầu như là điểm màu xanh chứ không có cái màu tím như thế này. Thì đây là một loại cây vừa có cái tác dụng phong thủy này, vừa có tính thẩm mỹ cao, mà nếu đang có ý định trồng cái cây này thì mọi người nên rinh ngay về nha mọi người. Thì về đặc điểm của cây này thì em cũng vừa giới thiệu qua rồi. Nó sẽ có chiều cao từ khoảng là 30 cho đến 70 cm. Chiều cao của cây này thì đang khoảng là tầm 30 cm nha mọi người. Nó cũng là một loài cây thân thảo nhưng mà thân của nó sẽ khác với cái cây đuôi phụng này, thân của nó là to hơn và nó sẽ chia thành nhiều phiến lá, còn cái cây đuôi phụng này thì nó chỉ có một phiến và một cái cuống thân thôi. Hoa của cây đuôi công ấy thì có một cái màu trắng mịn, hoa của nó nhỏ và kết thành chùm. Không chỉ phần lá của nó độc đáo mà cái phần hoa của chúng cũng vô cùng là lạ mắt thôi mọi người. Quả trứng thì chúng thuộc là loại có quả ấy mọi người, nhưng mà quả của nó khá là bé và hầu như là không có giá trị gì, nhưng mà cái cây này nó là một cái cây chơi bền lá nên mọi người có thể dùng để trang trí trong khu nhà của mình. Mọi người có thể mua làm quà tặng hay là trang trí trong văn phòng hay bàn làm việc, hoặc là có thể trồng làm viền cho các cái xung quanh rào nhà mình hoặc là ở trang trí công viên. Thì cây đuôi công này nó là dựa vào màu sắc đặc điểm của nó mà nó sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn của mọi người. Cái về ý nghĩa phong thủy của cái cây đuôi công này thì nó có khá là nhiều, không chỉ có ý nghĩa về trang trí mà nó còn trong phong thủy cây đuôi công này được xem là một loại cây hút lộc này, may mắn và tượng trưng cho sự tròn đầy, thịnh vượng và giàu có. Chính bởi sự đa dạng về màu sắc và hình dáng nên là cây này rất là phù hợp với tất cả các mệnh. Tuy nhiên ý, cây đuôi công này sẽ là thuộc hành mộc nên những người mệnh mộc trồng cây này sẽ phát huy một cách tốt nhất về cái tác dụng của cái loài cây này. Thì người mệnh mộc mà trồng loài cây này thì sẽ có thể giảm bớt được cái sự xui xẻo này,
xua đi những rủi ro không đáng có, hay là giúp đem đến cho họ sự may mắn này, và đem đến cho họ sự gắn kết trong gia đình hoặc là đối với cộng đồng. Thì cái cây này hiện đang rất là ưu thích, mọi người có thể phối các cái chậu, là người mệnh mộc có thể phối với cái chậu xanh lá hoặc là màu nâu phù hợp với mệnh của mình hơn. Đó, về giá thành của các loại, các cái cây này khá là rẻ mọi người ạ. Giá thành của nó chỉ dao động từ khoảng là 120 cho đến 200 nghìn tùy vào mà cái size to hay nhỏ mà mọi người mua thôi. Thì hiện tại cây này bên em đang sẵn rất là nhiều, cực kỳ nhiều đó mọi người. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp ngay qua shop tại 39 Trần Bình nha mọi người. Em có lại để lại địa chỉ ở trên góc trái màn hình thì mọi người có thể qua đây để mua cây và có thể nhận được các nhiều phần quà và nhiều ưu đãi bên shop em nếu mà mọi người mua theo combo. Cảm ơn mọi người đã xem.